Cô chú anh chị đã chăn nuôi bánh ra, hôm nay em lên bờ cái siêu cọp chữa là cô chú anh chị. Con này bò tơ chữa ha, chữa được 3 tháng lú lú mấy ngày thôi chú anh chị. Bây giờ mời cô chú xem nội dung, thế cả ấy mua thì liên hệ cho em ha. Giờ trước mặt chúng ta là bò cái siêu cọp đầu trụ rưỡi luôn chú anh chị. Heo ăn sát là chiều cao ha, sát mặt sát lưng rồi mọi người thấy nghiêm chỉnh nè, chân cẳng là không có bú áp xe xuống lún luôn hết ha chú anh chị. Chiều cao là giữa đầu là em đo là một chiều cao là em đo giữa lưng là 1m22-23 ha, còn ở không sao là em đo là 1m29-30 đó. Bò mập mạp nè, dài đòn hen cô chú anh chị, sái mặt nè, đầu trụ sái mặt sái lưng nghiêm chỉnh luôn đó, đầu trụ luôn sái lưng cô chú anh chị, đây sái lưng rất là nghiêm chỉnh nha. Chân trước nè, chân là móng, móng tròn, móng sò ha, tròn do luôn, sao xương sống khá là ok. À, đúng bài bản vú 14 vú đều rang ha chú anh chị. Thì bò này chữa là 3 tháng nè, bên em bán là em bao chữa ha, bò tơ thì em không bao gì hết, bao chỉ bao chữa thôi. Về trong vòng 3 ngày cô chú anh chị mình phải thăm khám lại cho em cái đó, để xác minh bò có chữa hay không ha chú anh chị. Nếu không chữa thì bên em thu hồi bò về hoàn toàn cho cô chú anh chị mình đầy đủ. Mình bò nè, bò đít nè, thù lù ha, mập mạp dài đòn hết chú anh chị. Ảnh này anh còn con bán nghỉ luôn do làm công việc đó. Rồi giá bò này giờ em gửi nãy giờ em có thương lượng với anh chủ nhà rồi ha, giá là 22 triệu giá chốt tại chuồng nè cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào ưng ý mua thì liên hệ cho em, giá 22 triệu ha, giá chốt tại chuồng. Nhắc lại đàn bò này chiều cao đo không xa lọ mét 29-30, dao động cái đó tới dậy ha. Qua đuôi nè, rất là đẹp bò, đầu tụi gửi luôn, đòn dài, chân cẳng là một cùm là bốn chân trụ rồi đứng thẳng băng luôn ha, xương sống khá là ok. Giá tiền là 22 triệu. Thì giờ cô chú anh chị mình thấy ưng ý được mua liên hệ bò cái siêu cọp tơ nha, giá 22 triệu tại chuồng. Bò này tại Bến Tre của chú anh chị, huyện Châu Thành nha. Đó, đó là cô chú anh chị nào ưng ý được mua thì liên hệ. Đáng đùi cũng lớn nè, đít thù lù ha. Nèo vô nha, xuống đây mặt mày đầu cổ nè chú anh chị. Đó, bò này nhắc lại là bò này là khối tinh, là gieo tinh kem ha. Đó, mình trong nhà cái kem. Thì cô chú anh chị nào gần xa ưng ý giá 22 triệu nè, giá chốt tại chuồng ha, không còn thương lượng nữa, bán giá sát luôn. Bò này tại huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre mà. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng ý mua được liên hệ, bò rất là đẹp, dài đòn hả, lỏng lãnh. Bò này thì nó răng thì chưa lớp ha, còn khít, con ngoài thì nuôi đẻ nở lên nữa cô chú chị, còn phát là tàn là giữ lắm, con này sau này lên tàn giữ rồi. Rồi giờ hình ảnh gửi đầy đủ cho cô chú chị mà hết, mong chú được thấy được ân giá ưng ý được mua hay liên hệ cho em bao chữa ha. Đó, chân nè, quan sát chung lại cho cô chú nhìn thấy kỹ nè. Đây sao cũng chốt nè, lún phím nè, đây bản đùi mập mạp toàn rẻ dài đòn ha.